thì con nói con câu ông bà hay nói một câu vết thương thì nó dễ làm chứ sẹo sao mà làm được, nó phải theo mình cả đời vậy đó. Nói mà lăn kim để trị sẹo rỗ thì cái lúc mà mình mới vừa lăn xong giống như cô nói hồi nãy đó, là da đẹp vậy đó, thì cái sẹo rỗ nó cũng sẽ cảm giác mình nó mới làm xong nó đỏ đỏ cái mình cảm giác nó đầy lên một miếng, nhưng thật sự nó không có đầy nha. Xong rồi tới cái lúc mà khoảng chừng tháng mấy hai tháng sau ha, là chị thấy cái sẹo còn bự hơn lúc trước nữa. Dạ. Lăn kim thì có hai chức năng thôi, nó làm cho da mình nó hấp thụ sản phẩm tốt hơn là một, thứ hai là bị thâm á, thâm do tụ máu lại á. Nếu mà thâm một hai nốt vậy thì em xử lý được, nhưng mà thâm cả mặt là sao xử lý, phải lăn kim thôi. Không luôn cô, nám da là cô phải hiểu được cái nguyên tắc trong làm việc của nám da là nó là một cái hoạt, nó là cái sắc tố melanin nằm trong da mình á. Cái da mình nó đang gặp cái tác hại bên ngoài á. Cô thấy những cái người bị nám da là những người thì như là thay đổi nội tiết tố đúng không? Có bầu rồi đó. Cái đó là bắt buộc rồi. Cái đó là bị rối loạn rồi. Khi nào mình đẻ xong có thể mình điều chỉnh lại từ từ thì nó cái nám nó sẽ mờ mờ lại thôi. Chứ khi mà điều trị bên ngoài nó không có hết được. Cái nám da thứ hai là những cái người mà dân nắng á cô ý. Mình đi nắng nhiều á. Thì đi nắng nhiều là cái sắc tố lên melanin nó phải đẩy ra là nó bảo vệ da mình khỏi bị ung thư. Thì khi mà mình lâu ngày quá thì nó tập trung vào cái vùng mà mình bị lộ nhiều nhất á, thì nó bị nám. Cái nám đó thì khó nha, kiểu nó nằm đó luôn rồi, nằm chứng nhất luôn. Bây giờ mà cô làm càng ngày cô làm tác động càng bóc mỏng nó ra thì mốt nó càng đậm hơn, nó càng đen hơn mà nó xấu hơn nữa đó. Còn cái nám thứ ba là những cái người mà họ xài mỹ phẩm sớm á cô ý. Xài mỹ phẩm sớm, mình xài kem lột tẩy nhiều sớm quá đó, thì cũng là cái nguyên tắc bảo vệ da của melanin thôi, nó lại tiếp tục đẩy lên để bảo vệ da là lại nám. Cô để ý những người mà xài thuốc cụ nè, xài kem lột tẩy nè thì dễ bị lắm. Đó. Nó nhanh trắng nhanh đẹp của cô ý. Anh tên gì ạ? Anh Tâm hả? Ghé lấy bụng hả? Một giờ đi. Dạ một giờ được không anh? Mình nói chung là mình điều trị da là mình phải hiểu được cái nguyên tắc là việc của da thì mình tư vấn khách nó mới chính xác được, chứ đừng có học theo mấy cái vụ mà mấy cái mỹ phẩm này kia cho mình những cái bài học tào lao của tụi nó. Trời ơi, nghe lời tụi nó cái bán nó giống cái gì thành sản phẩm này ba để da cái nó đánh bay tan nát gì đâu ra bà nội. Nói chuyện như là giảm béo cũng vậy á chị Trang, mà giảm béo thì mình phải điều chỉnh cách ăn uống của mình, tập luyện thể thao đồ cho nó giảm béo, chứ dùng thứ mà tham ăn như em mà chưa giảm béo sao giảm được. Chứ em chị hỏi cho bản thân em biết bản thân mình là thứ tham ăn mà lười biếng, gọi là không tập luyện làm sao mà ốm được, muốn ăn ngon chưa ốm, cái đi vô mấy phẩm mỹ viện cho nó lừa chích tan giảm béo gì đó rồi các kiểu rồi đánh tan ở bụng gì gì đó. Không có giả mới sợ à. Về nhà ăn như heo ngủ không cũng là gì hết, làm chi không ổn. Chưa ớt đâu ra. Em nói thôi mình chấp nhận mình tham ăn, mình thích ăn ngon thì thôi mập đi, cứng mập đi không sao, không miễn sao khỏe là được rồi.
Không phải nhồi bột mà bột bột để làm bánh bột lọc ấy. Thà mập mà được ăn ngon, còn ăn giảm cân mà không ớm tí nào hết, chứ không ăn ngon đi. Có cái có ăn đồ như là dầu mỡ nhiều hay là uống nước ngọt hay là trà sữa gì đâu nha cô Yến, là con bự thật. Vậy chứ mỗi lần về quê ha, là bà ngoại nói thằng Châu này nè, sao mày ốm dữ vậy? Trời ơi, được rồi. Bà ngoại là lúc nào chạy dậy, đúng kiểu bà ngoại điển hình luôn á. Bà ngoại em nói dịch đó, nói chuyện điện thoại, trời ơi sao hôm nay mày hốc hác mày ốm quá vậy mày? Trời ơi ngoại ơi, con lên 5kg rồi ngoại. Cái bà kêu, ủa lên 5kg rồi hả con? Tao sợ mày ở trên đó mày dịch mày không có có đồ ăn uống này kia mày ốm đi không à. Gặp bà lại về nha. Mập thì không sao nha, về mà thấy ốm. Trời ơi, đàn bà con gái mà ốm dữ nhất sống quá đi. Vậy đó. Phải mập mập được vô. Trong khi bà cũng sợ mập. Hài chưa? Về là cứ la ốm không, mà ốm đâu cũng thấy, mở hình cục cục mà ốm cũng ra. Nói chuyện điện thoại cũng kêu mình ốm. Đây, nói chuyện với bà không dám nói bà chuyện với bà lâu. Nói chuyện với bà lâu mà bà nhớ bà ngồi khóc à. Mình gặp hai đứa con em nè. Gặp một xíu thôi, gặp một xíu nói chuyện một xíu thôi. Chứ nó lâu quá thì ngồi có đó nhớ là nhớ bà ngồi khóc à, bà tuổi à. Mỗi lần mà em về quê hả, cái tới nhà mà em đi á ha, thì bà đi ra khỏi nhà, bà đi mất tiền, bà không tới nhà. Bà sợ ở nhà thấy cảnh con cháu đi, cho bà buồn, bà khóc. Cô nằm chơi luôn. Đợi cô nằm chơi đi. Cô thấy quá nhiều bụng. Cô thấy tóc không? Bé nó thấy gì cô? Lấy cái sấy thấy giùm cô với thấy. Cái sấy nhỏ nhỏ nằm trong tủ phía dưới này sao á. Còn cái sấy lớn thì lên trên chị sợ. Bạn xem nhiều hơn của tớ à? Dạ, nó đi mình lâm phát trắng con. Sao nhiều thế? Bạn thức khuya quá rồi nè. Có tình trạng là dữ dằn nhất. Bạn thức khuya là như thế, còn dạo ngày tớ đang có ngủ, bị nhiều mụn nữa.